Vâng, xin chào mừng các bác đã quay lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Sơn Tùng Đỏ. Thì hôm nay là ngày thứ 3 liên tiếp bên em lên sóng cho các bác được 3 dòng vang. Có thể nói là rất là chuyên nghiệp và hay. Và hai hôm trước thì bên em đã đem cho các bác đó là hai dòng vang. Thứ nhất là dòng vang Party House DAK 5000. Đến ngày hôm qua thì em lên cho các bác đó là dòng vang Image, một của dòng loạt vang của B3. Thì ngày hôm nay bên em lên sóng cho các bác tiếp đây là một dòng vang của hãng HM Audio, một thương hiệu của Đức Tiếp. Nhưng nó không phải là vang số nữa, đơn thuần nữa, mà nó là vang cơ lai số, dành cho những bác nào mà không biết sử dụng vang số hoặc là có kiến thức chưa chuyên sâu về vang số. Thì đây chúng ta sẽ sử dụng một con vang số với những cái hay ho của vang số. Chống mua tất cả mọi thứ đều đầy đủ như con vang số, nhưng nó là có những cái dễ cài, những cái đơn giản như cũng như những con vang cơ. Thì đây là một cái mà rất là hay, cũng như bên em mà đã bán rất là nhiều vang cơ lai số rồi. Thì ngày hôm nay đây là lần đầu tiên bên em về một con vang số này, nó sẽ có một cái điều bất ngờ mà các bác sẽ biết vào phía sau video đây, các bác cùng xem. Thứ nhất chúng ta cùng nói về cái mặt trước đi. Thì mặt trước của con vang này thì nó thứ nhất là có thể nói là nó thiết kế rất là cứng cáp luôn. Mặt trước là mặt phay nhôm và sơn tĩnh điện các bác nhá. Sơn là kiểu đen, là điện hơi điện, hơi điện mờ, chứ không là điện cái bóng đâu. Các bác sờ vào nó hơi hơi nhám nhám mờ mờ đấy, kiểu là giống kiểu chống bám vân tay á, nhìn rất là đẹp, rất là đẹp luôn các bác ạ. Ba núm volume âm lượng, đây là núm volume này, nó sẽ có đèn ở đây, nó sẽ có đèn ở trong, giống nó sáng ra các bác nhé, rất là đẹp. Một màn hình đấy, một màn hình dài giống như những dòng vàng trên thị trường, vàng số trên thị trường. Với tất cả phía trước thì chúng ta sẽ chỉnh cơ được rất là dễ. Thứ nhất là chỉnh cơ phần music, phần mic, tất cả mọi thứ chúng ta chỉnh bằng cơ hết toàn bộ, bằng cơ hết toàn bộ luôn các bác nhá. Rất là đơn giản luôn và ai cũng thể làm được. Chống hú chúng ta chọn đây. Đấy, chống hú các bác nhá. Và ở phía trước thì chúng ta có ba cổng mic. Đấy, ba cổng mic, volume mic, màn hình, nói chung rất là đẹp. Con này với cái mã là DSP900. Thiết kế thì em không còn bàn cãi gì nữa rồi, và chúng ta cùng xem ở phía sau cũng kết nối con vang này nhé. Vang này đang rất là đẹp các bác nhá, giống y chang lô vang của cái dòng Party House DAK 5000 vậy, đang rất là đẹp. Kể cả siêu màn hình mà em chưa bóc này, đây các bác nhìn, cùng nhìn này. Đây, siêu màn hình chưa bóc này. Đấy các bác nhìn này. Đấy đã bắt thấy không ạ? Em còn chưa bóc ra cái siêu này. Đấy cái này bóc ra này, sáng quắc này, cái này em chưa bóc này. Đấy nói chung đẹp lắm. Mặt sau mặt trước đằng rất là đẹp, sáng quắc luôn cho các bác luôn. Từng cái chạm mà rắc đằng rất là sáng quắc. Đấy, đẹp, nói chung là rất đẹp các bác nhá. Và về phía sau thì đây là một cơ lai số mà, cho nên là họ sẽ hướng tới cho các bác là cái hướng nào mà các bác dễ sử dụng nhất có thể. Thứ nhất là cũng sub của center, cũng sub round, tất cả mọi thứ đầy đủ hết đây cho các bác. Và đương nhiên là cũng center. Cũng center họ sẽ cho chúng ta rất là hay nhá. Họ cho chúng ta là ra mic 30%, chúng ta chỉnh đây. Volume 30% và echo ra 30%, các bác sẽ chỉnh tay hết toàn bộ, không chỉnh bằng số nữa. Chúng ta sẽ chỉnh toàn bộ bằng tay. Sub cũng vậy. Chúng ta sẽ chụp volume sub này, cắt tần số này cũng bằng tay luôn này. Chúng ta dùng cái tu vít để chúng ta cài auto decay này. Tất cả mọi thứ sẽ chúng ta sẽ cài là bằng tay hết. Đấy. Đường tín hiệu vào là chúng ta sẽ có hai cổng AUX và CD. Canon ra là chúng ta sẽ có bốn cổng như những con vang bình thường. Thứ nhất là center, right, left và sub round. Đấy. Đó là phần cổng nguồn vào và cầu chì bảo vệ các bác nhé. Và số email của sản phẩm. Và bây giờ em cùng mời các bác vào bên trong cái sản phẩm này. Nó mới có là điều bất ngờ. Đây là con cơ lai số có thể nói là đặc biệt, rất đặc biệt. Con EIM là con vang bên em đánh giá là con vang tuyệt vời hay luôn. Nhưng con vang này nó có một cái điều lạ mà đặc biệt mà lần đầu tiên em thấy. Nó rất là hay, con này cũng rất là hay. Nhưng nó có một cái điều đặc biệt mà nó khác hơn nó EIM một chút mà em thấy lần đầu tiên em thấy. Đó là lần đầu tiên em thấy con cơ lai số này, một dòng vang sử dụng ba tầng bo luôn. Đấy, 1 2 3. Và cái đặc biệt ở con vang này, thứ nhất là bo chống hú là sử dụng toàn bộ tụ nhôm này. Đấy, bo chống hú tụ nhôm đây chưa phải là cái điều đặc biệt, mà cái đặc biệt lạ đây đó là con cơ lai số này nó lại sử dụng chip analog gì vai, nhưng bo là bo chip rời các bác nhá, bo chip rời nhá. Đấy, bác nhìn này, bo chip rời nhưng mà chip analog gì vai, nhưng mà họ đã tẩy vậy. Em không biết là cái mã chip analog này là cái chip mạng đời bao nhiêu, thực sự là hơi tiếc một chút là họ giấu. Cái này là họ bảo mật mà, họ bảo mật cho nên là em rất là tiếc. Cái mà họ để lại cho em loại được cái số để em biết được cái mã là chip bao nhiêu cho các bác luôn, nhưng mà họ đã xóa cái mã
Họ đã xóa xóa mất cái mã chip rồi, nên em không biết là cái mã chip analog này là mã chip gì nè. Nó chip analog của Mỹ rất là hay các bác nha. Đó mới là cái tuyệt vời, nó cho tiếng echo để vọt tuyệt vời hay cho các bác luôn. Nguồn là sử dụng nguồn tăng phô. Nguồn này thì các bác sử dụng là nó không lo bị tê tê cái miệng nhá. Không lo được tê tê cái miệng. Và bo mạch thì đang là sáng quắc cho các bác luôn. Đang là sáng quắc cực đẹp luôn các bác ạ. Đẹp, rất là đẹp, và con này nó rất là hay. Nó rất là hay. Đấy, đương nhiên là nó rất là hay luôn. Và con EM nó là hay nhờ. Con này em thực sự nó không thua kém con EM gì đâu. Nó thật các bác là nó. Em đã hát thử được ngày hôm nay thì em đang khăn cổ không hát được nhiều. Nhưng thực sự khi em thử tiếng mic thôi thì em khẳng định con vang này là em phải lấy cho bằng được. Đấy, em phải lấy cho bằng được. Và số lượng con vang này của em thì em tổng cộng tầm khoảng 40 con. Tổng cộng còn khoảng 40 con các bác nhá. Rất là may mắn. Mấy hôm nay hình như là em hơi có duyên với số 40 đấy. Loa cũng lấy được 40 đôi, vang toàn lấy được 40 đôi, 40 chiếc không. Kể cả vang và tự hào DAK5000 em cũng lấy được 40 chiếc. Và ngày hôm nay con vang HM của Đức này em cũng lấy được 40 chiếc. Đấy. Cơ số thực sự nó hôm nay em thấy khá là may mắn với em. Và may mắn là lấy được cái lô vang phải nó đẹp tuyệt vời như thế này nữa. Nó quá đẹp luôn các bác. Đang có sáng quắc cho các bác luôn. Rất là đẹp nha. Mặt trước thì quá là sang trọng, nút nguồn này. Nút nguồn đây. Không chê được cái gì các bác nha. Không chê được một cái gì ở con vang này, phải nói là đẹp. Con này này em đánh giá, nhất là chất âm này em chưa có video để so sánh với con EM, nhưng em đánh giá về kiểu dáng thì con này nó đẹp hơn EM. Đó là đánh giá khách quan nhá của em thôi. Còn đối với các bác thì em tùy thẩm mỹ của mọi người. Nhưng đối với em thì con này nó thiết kế mặt trước đẹp hơn. Đẹp hơn. Và cái phần bo mạch của nó thiết kế kiểu này thì nó cũng gọi là nhìn hiện đại hơn. Hiện đại hơn. Bởi vì là nó sử dụng là bo chống hú, tức là bo rời hết, thì nó cảm giác nó hiện đại hơn. Còn về chất âm thì đương nhiên, về thực tế em trải nghiệm thì em thấy nó rất là hay rồi. Còn nó hay như EM hay không thì em sẽ cần một cái video để chứng thực cho bác nữa. Nhưng mà cái giá con này với cái dòng vang như này thì sự giá rất là tốt cho bác. Rất rất là tốt. Thứ nhất là đẹp, hay, sử dụng chip analog. Và cái giá ngày hôm nay em bán được bác vang này nó chỉ có 2 triệu đồng. 2 triệu đồng cho một con vang HM luôn. Phải nói là quá hay luôn các bác. Quá rẻ. 2 triệu đồng. 2 triệu đồng cho một con vàng HM Audio, một thương hiệu của Đức nổi tiếng rồi các bác nhá. Và những bác nào đang có nhu cầu liên hệ ngay cửa hàng bên em. Cảm ơn các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại clip sau ạ. Chào tạm biệt các bác.